hai lần, ba lần mà không được thì là đã thấy bực lắm rồi. Rồi nhiều khi mình bắt đầu cầu xin mà ra điều kiện, Chúa Đức Mẹ mà cho con cái này cái này, thì thứ bảy đầu tháng tuần tới con đem hoa con dâng. Làm như Chúa thèm lắm. Mà rồi thử mấy lần cũng không ăn thua gì, thì là bắt đầu là mình sẽ chạy sang Thánh Martin. Thánh Martin mà cũng không ăn thua gì thì chắc chỉ có cha Trương Bửu Diệp. Cha Trương Bửu Diệp cũng không ăn thua gì thì chỉ có thầy Bói này là ăn chắc. Chuyện này là nó xảy ra nhiều lắm chứ không ít đâu. Tất cả những điều đó nó đều nói lên cái kinh nghiệm đây này. Cái kinh nghiệm mà chúng ta đang chia sẻ với nhau. Thế thì khi đối diện với sự ác như vậy, nói thật ra đi tìm một câu trả lời là khó lắm. Khó lắm. Với người Kitô hữu thì câu trả lời một phần nào tìm được nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá. Bởi vì nơi Chúa Giêsu chúng ta khám phá ra một khuôn mặt hoàn toàn vô tội. Và cũng nơi Chúa Giêsu chúng ta khám phá ra sự đau khổ đến mức cùng cực. Cho nên đối với Kitô hữu thì phần nào chúng ta tìm được câu trả lời ở nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Và lúc bây giờ mình mới thấu hiểu được phần nào cái tâm tình của Thánh Phaolô khi Ngài nói cuộc đời mà Ngài gặp đau khổ đó, thì Ngài tâm sự thế này: tôi hoàn tất những gì còn thiếu sót trong cuộc khổ nạn của Chúa Kitô để xin ơn ích cho thân thể người là hội thánh. Coi những đau khổ của mình là để góp phần hoàn tất cuộc khổ nạn của Chúa, để xin ơn ích cho thân thể Chúa là hội thánh. Đấy cũng là tâm tình của những Kitô hữu lý tưởng nhất. Chẳng hạn như là chị Thánh Teresa Hội Đồng Giêsu, chị sống trong nhà dòng, chị bị đau chân. Các anh chị và tôi mà bị đau chân đó là mình bắt đầu muốn chửi thề rồi. Đi lại nó khó khăn, mỗi bước đi là khó chịu. Còn chị Thánh Teresa thì còn dâng cái nỗi đau này cho Chúa để cầu nguyện cho bước chân của một nhà truyền giáo đang đi ở một vùng đất xa xôi. Hay nó là chỗ đấy, thánh thiện. Cho nên người ta mới bảo là Teresa Hài Đồng Giêsu sống trong bốn bức tường, nhưng mà tâm hồn của bà thì vươn ra với thế giới. Còn đang khi đó có nhiều con người thì đi giữa chợ đời, nhưng mà tâm hồn lại rất hẹp, bởi vì chỉ quy về mình. Khác nhau. Ta đọc lại nỗi đau cuộc đời của bà Naomi, tôi gợi ý một vài suy nghĩ như vậy để các anh chị có thể suy niệm thêm. Rồi bây giờ ta nhìn sang một người phụ nữ thứ hai, đó là bà Ruth. Thế mời các anh chị lấy chương lúc nãy, chương 1. Chỉ cần đọc 2 câu thôi, hay là cho nó đầy đủ đó thì cho nó 3 câu. Từ câu 15 cho đến hết câu 17, để thấy tâm tình của người phụ nữ có tên là Ruth. Bà Naomi nói: kìa chị dâu con trở về với dân tộc của nó và các thần của nó. Con cũng vậy, hãy theo chị dâu con mà về đi. Ruth đáp: xin mẹ đừng ép con bỏ mẹ mà trở về. Không theo mẹ nữa, vì mẹ đi đâu, con đi đó. Mẹ ở đâu, con ở đó. Dân của mẹ là dân của con. Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con. Mẹ chết ở đâu, con chết ở đó.
và nơi đó con sẽ được chôn cất. Xin Đức Chúa phạt con thế này và thêm thế kia nữa, nếu con lìa xa mẹ mà không phải vì cái chết. Một người con gái mà nói với mẹ mình câu này thì đã tuyệt rồi. Một người con dâu mà có thể nói với mẹ chồng câu này thì quá tuyệt, trên mức tuyệt vời. Mà giả như cô con dâu này nói với mẹ lúc mà mẹ thành công, lúc mà gia đình hạnh phúc thì còn hiểu được. Đằng này cô con dâu lại nói với mẹ chồng những lời lẽ này vào cái lúc mà bà ấy bị bỏ rơi và cô đơn và thất bại và đau khổ nhất. Rất đặc biệt tâm tình của bà Ruth. Cho nên chỉ có một từ mà chúng ta có thể diễn đạt được, đó là một phụ nữ gắn bó với gia đình nhà chồng. Tôi không có ý phê phán gì đâu nhé, bởi vì nói thật ra đó thì chúng ta phải đặt bà Ruth trong cái bối cảnh xã hội thời bấy giờ, cũng như là bối cảnh xã hội Việt Nam cách đây 100 năm nó khác bối cảnh xã hội Việt Nam ngày hôm nay, khác rồi. Cho nên chúng ta không phê phán ở đây, mình chỉ ghi nhận thôi. Gắn bó với gia đình nhà chồng, nói như vậy là bởi vì không chỉ gắn bó với chồng mà gắn bó với mẹ chồng, với dân tộc của chồng, với tôn giáo của chồng. Một sự gắn bó toàn diện. Hiếm gặp được một con người như thế. Thế rồi khi ta đọc sách Ruth, ta còn gặp được ở chương 2, lúc mà bà Ruth này này, nói là bà nghe có vẻ già quá, nhưng cỡ tuổi này phải gọi là cô thôi, phải không? Lúc mà cô ấy gặp ông Boaz thì ông ấy đã nói với cô một câu rất hay là: người ta đã kể lại cho ta nghe tất cả những gì con đã làm cho mẹ chồng sau khi chồng con mất, cũng như chuyện con đã bỏ cả cha mẹ và quê hương mà đến với một dân trước kia con không hề biết tới. Xin Đức Chúa trả công cho con vì những gì con đã làm. Cái lúc này là ông mới gặp thôi, cho nên là ta với con. Nhưng mà cái phần kết thì hết ta với con rồi, thành anh với em rồi. Nhưng mà cái câu nói đó chứng tỏ là bà Ruth này, bà ấy đúng là một mẫu mực đời sống đạo đức. Thế cho nên là người dân chung quanh người ta biết hết, và người ta đã đồn đại về đức tính của bà ấy. Thế thì ở đây này, tôi viết cho các anh chị ở trong bài là tôi đề nghị lấy thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô. Bởi vì tôi nhớ năm ngoái khi giúp lớp Thánh Kinh này, có mấy chị em thắc mắc về cái câu ở trong thư Ê-phê-sô. Mở chương 5 thư Ê-phê-sô, ở câu 21 cho đến hết câu 32, tức là hết chương 5, có tựa đề gia đình sống đạo. Đấy, tôi mời tất cả các anh chị đọc lại cái đoạn thư của Phaolô này coi. Vì lòng kính sợ Đức Kitô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau. Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đức Kitô là đầu của hội thánh. Chính Người là đấng cứu chuộc hội thánh, thân thể của Người. Và như hội thánh tùng phục Đức Kitô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Như vậy, Người thánh hóa và thanh tẩy hội thánh bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt Người có một hội thánh xinh đẹp, lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào,
nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ? Trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Kitô nuôi nấng và chăm sóc hội thánh, vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của Người. Sách Thánh có lời chép rằng, chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu vợ như chính mình, còn vợ thì hãy kính sợ chồng. Có chị nào thắc mắc cái câu nào? Lần trước là tôi nhận được đến mấy cái thư, mấy câu thắc mắc liên quan đến câu này. Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu của vợ. Như Hội Thánh tùng phục Đức Kitô thế nào thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Các chị viết thư, các chị than bảo ông ấy xỉn quá, mà tùng phục làm sao được hả cha? Rồi ông đánh quá trời là đánh, làm sao mà tùng với phục được? Câu hỏi rất là hợp lý thôi. Và các chị yêu cầu bảo thế bây giờ phải hiểu câu Thánh Kinh này làm sao? Bây giờ ông chồng đâu, ông ấy lấy Thánh Kinh đâu, ông bảo đây này, Chúa dạy đây này, như Hội Thánh tùng phục Đức Kitô thế nào thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Thế thì bà đối với tôi đang làm sao? Thì lúc đấy chúng ta cũng phải dựa vào Kinh Thánh mà đọc tiếp cái câu này: người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh. Thế ông có yêu thương tôi không? Ông có hy sinh cuộc đời của ông cho tôi và cho con cái không? Phải có hai chiều chứ, đúng không? Mình lại cứ cắt cái câu Kinh Thánh đó ra để mình biện hộ cho mình thì không được. Cho nên chúng ta ở đây có cả các anh, có cả các chị, có cả những người chồng, những người vợ. Mình đọc cái đoạn thư Ê-phê-sô này là phải đọc một cách toàn bộ. Thánh Phaolô không chỉ nói về người vợ tùng phục chồng, mà Thánh Phaolô còn nói đến người chồng phải yêu thương vợ như Chúa.